Bây giờ hãy nghe từ cần muốn. Yào. Yào. Anh cần. Nǐ yào. Nǐ yào. Tôi cần, tôi muốn. Wǒ yào. Wǒ yào. Hãy nghe từ cà phê. Cà phê. Ca. Ca. Phê. Phê. Cà phê. Cà phê. Muốn cà phê hay muốn uống cà phê? Yào cà phê. Yào cà phê. Anh cần cà phê à hay anh muốn uống cà phê à? Nǐ yào cà phê mà. Nǐ yào cà phê mà. Ở đây cũng có nghĩa là anh có muốn uống cà phê không? Anh cần cà phê không? Hãy nhắc lại, anh muốn uống cà phê không? Nǐ yào cà phê mà. Nǐ yào cà phê mà. Anh trai, anh muốn uống cà phê không? Gơ gờ, nǐ yào cà phê mà. Gơ gờ, nǐ yào cà phê mà. Anh uống cà phê, nguyên văn là anh cần cà phê. Wǒ yào cà phê. Wǒ yào cà phê. Đều uống cà phê. Tâu yào cà phê. Tâu yào cà phê. Chúng tôi đều uống cà phê. Wǒ mén tâu yào cà phê. Wǒ mén tâu yào cà phê. Các anh đều uống cà phê à? Nǐ mén tâu yào cà phê mà. Nǐ mén tâu yào cà phê mà. Hãy nói, em trai, em uống cà phê không? Dì dì, nǐ yào cà phê mà. Dì dì, nǐ yào cà phê mà. Em cũng uống cà phê, hãy nghe từ cũng. Dễ. Dễ. Âm Hán Việt là dã. Cũng cần, cũng muốn. Dễ yào. Dễ yào. Cũng uống cà phê, cũng cần cà phê. Dễ yào cà phê. Dễ yào cà phê. Em cũng uống cà phê. Wǒ yě yào cà phê. Wǒ yě yào cà phê. Bây giờ hãy học từ uống. Khưa. Khưa. Từ này chỉ có nghĩa là uống. Từ yào có nghĩa là cần, hỏi về nhu cầu. Hãy nhắc lại từ uống. Khưa. Khưa. Cần, muốn. Yào. Yào. Hãy dùng từ khưa để nói uống cà phê. Khưa cà phê. Khưa cà phê. Đều uống cà phê. Tâu khưa cà phê. Tâu khưa cà phê. Cũng đều uống cà phê. Dễ tâu khưa cà phê. Dễ tâu khưa cà phê. Đều không uống cà phê. Tâu bù khưa cà phê. Tớ bủ khơ cà phê. Cũng đều không uống cà phê. Dễ tớ bủ khơ cà phê. Dễ tớ bủ khơ cà phê.